Vâng, em kính chào các bác nhé. Em xin chia sẻ về lúa các bác. Hôm qua trận mưa, đúng trận mưa vàng đấy bà con ạ. Lúa đẹp. Không mưa lớn quá, mưa vừa đủ xong lại nắng luôn. Thế là ít sâu bệnh bà con. Thế mưa mà nai dai, mưa âm u là nhiều sâu bệnh. Đấy, mưa xong lại... Mưa xong buổi trưa cái là 12 giờ 9 phút bắt đầu mưa. Thế là mưa khoảng tầm có tiếng là thôi được lượt nước và gọn. Lúa tuyệt vời đẹp. Đúng là đang ước mơ nguyện vọng của tiến sĩ giáo sư Nguyễn Bảo Vệ có nói là kinh nghiệm ở coi trong miền Nam là lúa từ qua như vậy là 1 đến 3 phân nước để giữ cho mực nước như thế để cho lúa đẻ nhánh bà con không hơn. Chứ nếu mà giữ đầy thì nó có cái ưu điểm là diệt được cỏ. Nhưng mà bây giờ công nghệ nó có hệ thống coi như vậy gọi là loại cỏ ra rồi thì bây giờ thì 1 đến 3 phân nước là cũng khá hợp lý bà con ạ. Thì là để cho cây lúa đẻ nhánh. Chứ thời kỳ qua thời kỳ đẻ nhánh rồi thì là rất là khó khăn cho sự nhiều bông bà con ạ. Đấy, cái lúc mà từ khi trong khu trong gọi là từ gieo xạ đến 22 ngày là cây lúa lúc ấy đang phát triển mạnh để đẻ nhánh thì ở ngoài Bắc này là 18 đến 20 ngày mới cấy, thậm chí 25 ngày cấy thì cấy xong là thời gian đấy là nó đang đẻ nhánh rồi. Thì nếu mà mình mà để nước đầy quá thì đẻ nhánh rất khó khăn. Đấy, thì là theo ở khu trong nói như thế và em phân tích năm ngoái em thí nghiệm thế thì cũng không nên đầy nước ở con, 1 đến 3 phần nước thì là khá hiệu quả. Nhưng mình không phải để nó cạn khô. Mà ở trong Nam có nói là khi bón phân ấy, thì không nên cạn nước, bởi vì cạn nước là nó bay hết hơi, là nó thất thoát nguồn phân bà con. Thức ăn của lúa là thất thoát. Thì trong khi đó là mình giữ được 1 đến 3 cm thì là vẫn đủ để cho không thất thoát nhiều và bốc hơi đấy bà con. Và lại để cho hợp lý cho cây lúa đẻ nhánh. Cây lúa nó đẻ nhánh là nó nhiều coi như vậy bông. Thì trong khi đó thì mình lại cấy thưa thì rất là hiệu quả bà con. Chứ nếu mình mà cấy thưa mà lại đã cấy thưa ít rảnh rồi mà lại cho ít nước thì lại rất ít bông. Đấy, cho nên là em phân tích như thế là cũng khá hợp lý. Trước em ở Hưng Yên thì cấy rồi nhưng mà lên trên Bắc Cạn này thì nên lâu rồi nhưng mà cấy thực sự cấy thì vụ này vụ thứ hai, vợ chồng cháu lớn coi như vậy là họ nhượng lại cho mảnh ruộng 800 mét vuông để coi như là sử dụng cấy cày để thóc ăn bà con. Thì vụ này vụ thứ hai bà con. Đấy, lúa là cấy được từ ngày cấy được 14 ngày bà con. 20 ngày bắt đầu cấy lúa hiện nay như này bà con. Thì là cũng xin chia sẻ bà con sau những trận mưa thì bà con cái thời điểm mới cấy xong bà con năng thăm đồng, nhất là chịt nỗ dốc, thứ hai là phát hiện sâu bệnh, thứ ba là đều cũng quan trọng là điều tiết mức nước bà con. Bón chăm bón phân vô cơ và hữu cơ, tức là đạm nân cân đi cân đối và phân chuồng hoài mục. Đấy bà con, thì để đồng lúa hiệu quả thì chúng ta cấy xong vô tình hoặc không để ý tới nó đến lúc thì nó quá thời rồi thì quay lại thì cây lúa nó không giải quyết được. Nó mong bà con có một cái sự nhiệt huyết với cây lúa để xóa đói giảm nghèo, an sinh lương thực bà con ạ. Những người trung tuổi, những người đam mê thì ai đam mê cũng tốt thôi.
Còn các cháu đang tuổi sung sức đi làm công ty hoặc dịch vụ hoặc thương mại, đấy là quyền lựa chọn của các cháu. Nhưng mà những người coi vậy tâm huyết trong đồng ruộng, những người trung tuổi các công ty xí nghiệp thì cũng coi như vậy là cũng không dễ dàng nhận là mình có những coi như vậy công việc để lúa má đồng áng là hiệu quả. Bà con nhất xóa đói giảm nghèo, thứ hai có lương thực để coi chống dịch Covid hậu phương vững chắc, mọi nhà mọi người mỗi gia đình một thành viên. Bà con coi như vậy là ổn định mọi mặt để đẩy lùi dịch bệnh, bà con, để cho phát triển toàn diện, bà con. Đấy, cái lúa đấy bà con, thì là em có nghe chương trình khuyến nông ở trong kia có nói là như tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ có nói là phân biệt nó hai trường hợp, nếu như trường hợp ngộ độc hữu cơ, tức là con nói là chẳng hạn như là các cái cây cỏ hoặc cây gốc dạ hoặc mọi các thứ cây vân vân mà mình vừa nồng xong cái mình cấy ngay thì nó mình gọi là nó không chưa kịp phân hủy nữa, còn là nó gọi là vì thời vụ mình gấp mà nó gọi là còn ngộ độc hữu cơ đó, thì là lúc đó là ta phải tăng cường, thứ nhất là coi xử lý, là thứ nhất là coi như vậy có phân chuồng hoài mục này, thứ hai là tỷ lệ coi như vậy là vôi bột phối trộn vào để xử lý này, ví dụ như là một bung có thể là 1-2 yến này hoặc 3 yến được này, đấy để phối trộn với cả phân chuồng hoai mục này, đấy với cả nân, đấy nân hoặc phân tổng hợp NVK đấy bà con, đấy nót xuống thì để với cả độ coi như độ nếu mà 1.000 m² thì có khoảng 3 cân đạm ure, đấy thì để cho nó kiểu như nó hợp lý đấy, đấy thì là lúa của mình rất là hiệu quả, nó không bị kiểu coi như là cây rễ nó nghẹt rễ, nó có hai trường hợp, nếu mà ngộ độc hữu cơ là cây rễ nó vàng vẫn đâm xuống, còn nếu mà bị bệnh coi như vàng lá và nùn cây lúa và sọc lá vàng ấy thì là cái cây lúa nó lại phát triển, nó dễ nó lại không trắng, nó lại sùn nó vàng. Đấy thì hai cái bệnh đó thì tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ có chia sẻ. Đấy thì tiện em cũng xin mạo muội chia sẻ bà con như thế. Thì cây lúa là nếu như cây lúa mà thiếu kali bà con thì hai cái lá viền ở lá thứ ba ấy, thì là nó bị cái hiện tượng coi như vậy là cháy lá, là nó khô lá. Nhưng nếu hiện tượng thiếu đạm mà nó vàng vàng mình rắc đủ đạm cái thì là nó lại xanh được lại, nhưng mà nó thiếu kali thì nó không thể là xanh được cái lá thứ ba. Đấy thì bà con ạ, thì là con là hy vọng rằng bà con cũng cứ thử thí điểm rắc kali cân đối, mà kali là cái lúc cấy là mình cũng rắc chứ không nhất thiết phải là để đến đó đồng mới rắc đâu, bà con vẫn rắc 50% của kali để nó ăn dần. Đấy, còn lượng coi như vậy là phân chuồng phân hữu cơ đấy thì nên có. Đấy, thì là nói chung là tổng hợp các loại phân vào thì nó mới tốt, chứ chúng ta bỏ quên cái phân chuồng hoai mục hoặc phân xanh lá cây ủ mục chẳng hạn thì nó không cân đối thì sau này cái đất của chúng ta rất chai cứng, nó cứng nhắc, nó không được bỏ. Đấy, thì cho nên là mong bà con chúng ta là có một cái cố gắng là phát huy hiệu quả, chúng ta xóa đói giảm nghèo, có một cái vùng lúa coi như là trước là xóa đói giảm nghèo, sau là hùng cường, chứ cũng không phải là
đơn giản nữa. Bởi vì chúng ta tiến tới là bây giờ phát triển là có những nhà mạng, có những thông tin đại chúng là miễn phí đến với chúng ta. Cái gì là hay mà thực sự thiết thực là chúng ta nên nắm bắt thì là hiệu quả. Và vẫn kết hợp với những cái cổ truyền để kết hợp những cái hiệu quả, người ta giảm bớt những cái khó khăn của chúng ta đi. Thì là mong bà con có một cái coi như vậy là năng thăm đồng, năng thăm lúa thì cấy. Chúc bà con mùa màng bội thu. Đấy, em xin kính chào bà con nhé.